Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp đến cuốn video Đỗ Sinh chia sẻ với các bạn triển lãm sinh vật cảnh Ngô Sài, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Mặc dù thời tiết mưa rét nhưng mà những cái tác phẩm mang đến từ nhiều tỉnh, nhiều huyện và nhiều câu lạc bộ xung quanh khu vực Quốc Oai với một số lượng rất lớn, lên đến 1.000 tác phẩm qua lời chia sẻ của ông Nguyễn Danh Chức, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh thành phố Hà Nội và là Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh huyện Quốc Oai. Chúng tôi đã có những cái video qua lời chia sẻ của ông và qua giới thiệu tổng thể triển lãm vào chiều hôm qua. Với cuốn video này, Đỗ Sinh chia sẻ với các bạn từ một tác phẩm Phi Lao. Vâng, thời tiết bây giờ đang rất là nhiều mây và mưa cũng nặng hạt, cho nên ánh sáng hơi yếu. Các bạn thông cảm. Đây là cây phi lao tầm nhỏ, một người bê nhẹ nhàng. Nhưng mà qua những cái hình ảnh phía trước của một cái phông trắng rất là bồng bềnh, những cái tán lá kết hợp với những cái thân chi cành lũa đã được làm đẹp, đã được sơn màu trắng. Để nổi bật lên những cái đường đi của thân cũng như những cái tán lá của cây phi lao. Đẹp quá. Đó là cây phi lao của anh Trần Huy Hùng và đến từ Tam Hiệp, Phúc Thọ. Và một vài tay chi còn đang vào dây. Nhưng mà tôi đánh giá đây là một cây phi lao rất là nghệ thuật. Nếu nói đúng ra hình ảnh của cây phi lao như là ở những cái bức tranh tạo mạc mà chúng ta hay được xem. Quá đẹp luôn. Bên cạnh đó có một bóng dáng của một cây tùng cối, dáng trực văn nhân, cũng không thua kém phần đặc biệt về kỹ thuật bonsai. Đó là cây tùng cối của anh Vương Văn Hà, cũng đến từ Tam Hiệp. Có đang chăm chỉ. Vâng vâng, cảm ơn anh nhé. Anh thì là con chim chăm chỉ. Anh em mình là chim và ong. Nhưng mà đừng có đến với bướm. Không, được rồi. Bác Chức. Dạ. Sau cái chương trình tôi có chúng ta đến với một tác phẩm xanh tầm nhỏ, một cây xanh dáng hoành rất là đẹp.
riêng về trụ thân, bệ, nét côn giật, làm càng tôn vinh nổi bật lên cây xanh. Và đó là cây xanh của ông Cao Ngọc Thọ. Đẹp quá. Vâng, chính là cây xanh này chủ nhân tiếp tục bấm dăm cho ngắn thêm đi. Sau đó để chờ một hai mùa mưa nảy những cái dăm mới xê thêm để cho rụt rịt lại. Để dài như thế này thì sẽ khó tạo được cái dày dăm hơn và tập trung dăm hơn. Đây như phần ngọn này còn tạm được. Như ở phía trên này nó hơi dài quá. Tiếp tục ngắn thêm. Đây. Đó là chỉ là cái suy nghĩ của Đỗ Sinh mạo muội vậy thôi. Nhưng cái chính là anh Thọ có một tác phẩm xanh rất là đẹp, rất là nghệ thuật cao. Chúng ta đến với cây sơn liễu của anh Đinh Văn Đức Ứng Hòa. Và vườn cảnh anh Đinh Văn Đức ở Ứng Hòa, Đỗ Sinh đã đến tham quan và có nhiều cuốn video giới thiệu cho các bạn. Một vườn cảnh đa dạng phong phú và là một người có cái tâm huyết với sinh vật cảnh Ứng Hòa. Cây xanh của anh Trần Văn Khanh, Tam Hiệp. Một người bê được rất là hay với cái tán hình nón. Vâng, một đồi cây sơn liễu của anh Ngô Xuân Tiến ở Ứng Hòa. Đến với một cây si của anh Triệu Bình, có đúng không? Triệu Bùi, vâng xin lỗi, Triệu Bùi. Cây hoa giấy. Cây hoa giấy song siêu của anh Trần Văn Khanh ở Tam Hiệp.
tác phẩm Phi Lao của anh Nguyễn Đình Sáng đến từ Tam Hiệp. Vâng, phải nói sức thu hút của triển lãm sinh vật cảnh Ngô Sài rất lớn. Chúng tôi được biết là nhiều nhà vườn, nhiều nghệ nhân ở những khu vực xung quanh nô nức háo hức chờ đón đến ngày khai trường của triển lãm Ngô Sài. Những người đam mê trong khu vực xứ Đoài quê tôi đều nói là phong trào của Quốc Oai, phong trào sinh vật cảnh ở đây qua các kỳ triển lãm huyện Quốc Oai cũng như là của Ngô Sài phải nói là rất là phong phú và chất lượng. Những cái tác phẩm được trưng bày đều là chất lượng rất cao. Vâng, tiếp đến chúng ta đang thưởng thức một cây linh sam. Đó là cây linh sam của anh Quân Số. Vâng, chúng ta đến tiếp với cây Nguyệt Quế. Cây Nguyệt Quế tầm nhỏ của anh Nguyễn Xuân Tiến đến từ Ứng Hòa. Cây Nguyệt Quế hay quá, lá đã nhỏ tí xíu lại. Vâng, tuy nhỏ rồi nhưng mà tuổi rất là lớn. Một cây Nguyệt Quế bọn xài tầm nhỏ một người bê, quá đẳng cấp. Xong rồi bác ơi, bây giờ em tắt máy nhá. Không, anh em mình đến kia nhá. Đến đằng Phong ấy nhá. Vâng vâng, bây giờ em đến đây. Vâng, Đỗ Sinh xin dừng cuốn video này để chúng ta chuyển tiếp những cuốn video sau. Tiếp tục giới thiệu với các bạn trưng bày triển lãm sinh vật cảnh Ngô Sài, Quốc Oai, thành phố Hà Nội.